sĩ từ bốn phương trời về nơi đây cùng hát vang lời, lời Việt thương ngàn năm văn hiến, đem quê hương giống nòi giống tiên đến muôn nơi cùng hát. Cảm ơn một nửa, xin cảm ơn quý vị và những lần sống để theo dõi chương trình câu lạc bộ từ nghệ sĩ Talk Show ngày hôm nay với vị khách mời rất là đặc biệt là ca nhạc sĩ Lê Toàn đến để cùng cảm ơn giới thiệu về chương trình nhạc chủ đề là Summer Love sắp tới đây thứ sáu ngày 9 tháng 7. Vừa rồi thì chúng ta thấy một bản nhạc rất là hay của ca nhạc sĩ Lê Toàn gửi đến quý vị. Trong những ca nhạc show nhạc trước đây thì Cao Minh Ân có dịp tâm tình với anh, nghe những cái sinh hoạt của anh từ trong nước, những cái lúc anh hát những cái club nhạc Mỹ, rồi sau đó anh cũng kể quý vị khán giả nghe những cái thời gian anh định cư ở Hawaii. Rất là nhiều bản nhạc Cao Minh Ân thấy anh hát nhạc Hawaii rất là hay. Ngày hôm nay thì chúng ta nói đến cái chương trình Summer Love. Chương trình này được biết rất là nhiều anh chị em nghệ sĩ cũng tham dự trong chương trình. Mời anh có thể chia sẻ thêm những ca sĩ nào sẽ có mặt ngày hôm đó thưa anh. Kính thưa quý vị, đây là một cái, nói cho đúng ra là một cái party và có dinner, và Lê Toàn đã cũng recruit những cái team mà Lê Toàn thường làm việc chung, những ca sĩ mà làm việc với Lê Toàn rất là nhiều năm, ví dụ như là Hằng Nga, Long Hồ, Vivian Quỳnh Như, Chiêu Phương và Thạch JD Hoàng. Và cái chương trình mà có nhiều bài rất là quen thuộc, nhất là nhạc oldies, 70s và nhạc Việt mà nói chung ra đó là người ta thích nhảy, cho nên Lê Toàn sẽ làm một cái chương trình rất là sống động và rất là liên tục, rất là vui. Một lần nữa thì để liên lạc lấy vé tham dự chương trình thì có thể đến nơi đâu và giá vé là bao nhiêu, quý vị cũng thấy trên màn ảnh. Cảm ơn anh sẽ để cái poster của chương trình này, anh có thể nói thêm về cái phần là liên lạc để vé thưa anh. Dạ, bây giờ quý vị nhanh tay nên gọi Bonsa Tickets và đến ở đường Brookers để mà lấy vé. Và khi lấy vé rồi thì quý vị nên gọi cho Lê Toàn hoặc là inbox để mà Lê Toàn sắp xếp chỗ. Thì trên cái poster nó có cái số điện thoại của Lê Toàn đó. Vé bây giờ là cái show này Lê Toàn làm rất là tài tử, làm cho nó vui, cho nên giá chỉ có 55 đồng thôi, including dinner và văn nghệ. Và quý vị có thể đem rượu vào uống và no corkage fee. Thành thử ra nó rất là vui. Quý vị nhớ nha, khi mua vé đó, quý vị gọi cho Lê Toàn để Lê Toàn sắp chỗ. Khi tới nơi mình biết cái số bàn, mình vào cho nó nhanh. Kính thưa quý vị, chắc chắn là khi mà cái show này được phát hình lên trên hệ thống của đài ABC TV cũng như là trên YouTube và qua 50 tiểu bang Hoa Kỳ thì quý vị như anh Lê Toàn là phải nhanh tay lẹ chân để chứ không là hết vé, kính thưa quý vị. Và rất nhiều những quý vị khán giả đồng hương chúng ta ở những tiểu bang xa về miền Nam Cali chúng ta thì chắc chắn nếu quý vị chưa có chương trình nào thì nên đến ngày 9 tháng 7 này để cùng vui các anh chị nghệ sĩ. Đặc biệt thì kính thưa quý vị, như là Cao Minh Hưng cũng phải nói là hơi personal feeling đối với anh ca nhạc sĩ Lê Toàn, rất là quý mến anh. Hầu như những cái chương trình của các anh chị em trong câu lạc bộ từ nghệ sĩ anh đều đến sắp xếp thời gian dù bận rộn đến đâu. Cảm ơn mà alo một cái là anh sẽ đến tham dự. Anh cũng có mặt trong những cái DVD là Việt Nam Tôi, rồi gần đây là Hè Kỷ Niệm. Kính thưa quý vị, những cái DVD này chúng ta cũng có rất là nhiều anh chị em nghệ sĩ, trong đó thì có tiếng hát của anh Lê Toàn, một bản nhạc Pháp rất là trữ tình, rồi sự phụ diễn của các anh chị em trong Fashion Show. Thì mến chúc anh Lê Toàn thật là nhiều sức khỏe để tiếp tục mang tiếng hát lời ca. Và gần đây cũng chúc mừng anh cũng đã retire, sẽ là bây giờ bà là full time cho nghệ thuật hay không thưa anh? Yes, Lê Toàn cũng may mắn đã quyết định retire đúng lúc để mà relax chút xíu và cống hiến nhiều về văn nghệ, sáng tác, viết nhạc, làm hòa âm, làm video. Và sẽ bây giờ chương trình nào của Cao Minh Hưng hú một tiếng là anh còn tới lẹ hơn nữa. Rất là vui, kính thưa quý vị, một lần nữa chương trình Summer Love sẽ được tổ chức vào ngày 9 tháng 7, tức là thứ sáu sắp tới đây. Quý vị nên liên lạc những cái thông tin trên poster trên màn ảnh để đến tham dự chương trình. Thật là vui gặp gỡ lại các anh chị em nghệ sĩ, trong đó có danh ca Lê Toàn, với chúng ta sống lại những ký ức, những bài hát mà quý vị đã từng thương mến trong những cái thập niên trước đây. Chắc tiếc là thời lượng chương trình không còn nữa, mời anh chọn thêm một bản nhạc nữa gửi đến quý vị khán giả của đài ABC TV cũng như gửi lời chia tay khán giả nơi đây thưa anh. Dạ, kính thưa quý vị, xin mời quý vị nghe một bài hát phải nói là vào thập niên 70 rất là xưa của Demi Roussos. Giọng của Demi thì rất là cao nhưng mà Lê Toàn hát cái style nó đúng với cái range của mình.
Cái bài này có thể gợi rất là nhiều kỷ niệm đến rất nhiều người. Đó là bài Forever and Ever. Lê Toàn cũng đã trình diễn tại Lạc Cầm cách đây vài năm. Wow, bạn hát rất là hay. Forever and Ever, một tình yêu luôn luôn. Chúng ta, những người nghệ sĩ dành cho khán giả khắp nơi. Một nữa, rất là cảm ơn anh Lê Toàn sắp xếp thời gian đến để xuất hiện trong chương trình Câu lạc bộ Tình nghệ sĩ Talk Show để giới thiệu cái show nhạc của anh. Kính chúc show nhạc rất là thành công và chắc chắn là quý vị khán giả ủng hộ anh rất là nhiều. Chúng tôi xin mời quý vị thưởng thức nhạc phẩm này và mọi ý kiến đóng góp cho chương trình. Vì thể liên lạc Cao Minh Hưng qua số điện thoại 714-403-9315. Chúng tôi xin trân trọng chia tay quý vị khán giả nơi đây và xin kính hẹn quý vị trong chương trình Câu lạc bộ Tình nghệ sĩ Talk Show tuần sau. Here's a song that I used to like so much back in the 70s by Demi Roussos. It's called Forever and Ever. Dòng tiền đến muôn nơi cùng.